cơn sốt số, thảm họa marketing tồi tệ nhất lịch sử Pepsi. Vào những năm 90, Coca-Cola đè bẹp Pepsi tại thị trường Philippines với 75% thị phần. Quyết không chịu thua, Pepsi tung ra chương trình cơn sốt số nhằm lật ngược thế cờ. Ban đầu, chiến dịch này nhanh chóng thành công khi có tới nửa dân số nước này tham gia. Tuy nhiên, tới ngày công bố giải độc đắc, một sai sót đã khiến cho chiến dịch marketing này trở thành thảm họa. Niềm hy vọng từ cơn sốt số. Mọi chuyện bắt đầu vào năm 1992. Công ty PepsiCo tại Philippines liên tục bị đối thủ truyền kiếp của mình là Coca-Cola bỏ xa trên thị trường. Theo một báo cáo trước đó không lâu, Coca-Cola tự tin nắm giữ tới 75% thị phần nước giải khát so với con số ít ỏi chỉ 17% của Pepsi. Với mong muốn phá vỡ thế thượng phong của đối thủ, ban quản trị PepsiCo tại Philippines đã đưa ra một chương trình kích thích tiêu dùng đầy táo bạo mang tên cơn sốt số, The Number Fever. Đây là đứa con tinh thần của giám đốc Pedro Vergara ở bộ phận quảng cáo tại trụ sở New York của Pepsi. Luật chơi của cơn sốt số rất đơn giản. Ở dưới nắp chai các sản phẩm của Pepsi như Mountain Dew và 7-Up sẽ có một dãy 3 chữ số với cơ hội trúng từ 1.000 peso tới 1 triệu peso, tương đương khoảng 449.000 đồng cho đến 449 triệu đồng ngày nay. Tất cả nắp chai đều có hai cơ hội trúng thưởng ngay hoặc trúng giải độc đắc sau đợt lựa chọn ngẫu nhiên vào cuối chương trình. Đánh trúng tâm lý muốn làm giàu nhanh chóng của tầng lớp thu nhập thấp tại Philippines cũng là khách hàng tiêu thụ nước giải khát lớn nhất. Mẫu quảng cáo ngắn gọn, hôm nay bạn có thể là triệu phú, được Pepsi đẩy mạnh khắp báo đài và TV. Và chiến dịch như tên gọi của nó đã nhanh chóng gây nên một cơn sốt khắp Philippines. Theo đó, người dân Philippines điên cuồng tiêu thụ sản phẩm Pepsi để có cơ hội đổi đời. Pepsi, Mountain Dew và 7-Up trở thành thức uống lựa chọn đầu tiên trên kệ bán nước giải khát, giúp cho PepsiCo nhanh chóng giành lại thị trường từ các đối thủ. Chiến dịch cơn sốt số cũng rất thông minh khi liên tục công bố những người thắng các giải nhỏ hàng ngày qua các phương tiện đại chúng. Trên đà thắng lợi, Pepsi Philippines nhận được sự hậu thuẫn của ban quản trị cấp cao để gia tăng số giải thưởng lên 1.500 giải nhằm lôi kéo tất cả người dân Philippines tham gia. Đến cuối chiến dịch, ước tính đã có hơn 31 triệu người tham gia vào chương trình, hơn một nửa dân số của cả nước Philippines cộng lại. Kể từ khi triển khai chiến dịch cơn sốt số, doanh số hàng tháng của Pepsi tại Philippines ban đầu tăng chóng mặt, từ 10 triệu đô lên 14 triệu đô, thị phần cũng tăng từ 19,4% lên 24,9%. Bloomberg mô tả, các nhà máy đóng chai của Pepsi tại Philippines phải vận hành 20 giờ một ngày, tăng gấp đôi so với sản lượng thông thường. Từ thành công đến thảm kịch. Lễ công bố người thắng giải độc đắc của chiến dịch cơn sốt số diễn ra vào ngày 25 tháng 5 năm 1992, cũng là ngày mà Pepsi đối mặt với thảm họa truyền thông lớn nhất trong lịch sử. Khi con số thắng cuộc 349 được hiển thị trên màn hình, thì không chỉ có một mà là 490.116 triệu phú peso đã xuất hiện trên khắp đất nước Philippines. Hãng tư vấn Mexico DG Consultors, đối tác bên thứ ba được Pepsi thuê để ngẫu nhiên chọn giải độc đắc, là tội đồ cho thảm họa này. Khi ký hợp đồng hợp tác với DG Consultors, Pepsi đã cung cấp cho đối tác một danh sách các giải số tuyệt đối cấm thắng, trong đó có số 349 với hơn 800.000 nắp chai đã được in. Và cơn sốt nhanh chóng trở thành thảm kịch vì chỉ có ngân sách tổng cộng là 100 triệu peso, khoảng 43 tỷ đồng cho tổng chiến dịch này, nên Pepsi ngay lập tức từ chối tính hợp lệ của giải độc đắc cho số 349, cho rằng đây là một lỗi đánh máy, nhằm né số tiền thắng giải khổng lồ lên tới 490 tỷ 116 triệu peso, hơn 220.000 tỷ đồng ngày nay. Nhưng hành động từ chối trách nhiệm ấy tất nhiên không nhận được sự đồng ý của các triệu phú vừa mới trúng thưởng tại Philippines. Họ tụ tập trước cửa nhà máy Pepsi để phản đối, đông đến mức biến thành một cuộc biểu tình. Thế nên Pepsi đành phải thông báo thiện chí rằng sẽ chi một khoản 500 peso cho những người giữ nắp chai có con số trúng thưởng 349 và họ sẽ quay trở lại trong 2 tuần tiếp theo để nhận khoản tiền này. Các nhà quản lý Pepsi tính toán làm như vậy thì thiệt hại cho công ty sẽ kìm được lại ở mức 6 triệu đô. Bạn đang xem video tại kênh Người Thành Công. Nếu là một người mê đọc sách nhưng bận rộn, bạn có thể tải ứng dụng Sách Tinh Gọn do NNT Studio sản xuất. Ứng dụng cung cấp phiên bản tinh gọn của hàng nghìn quyển sách. Với mỗi quyển sách,
Chúng tôi đã chắt lọc những ý tinh túy nhất, giúp bạn tiết kiệm thời gian mà vẫn nắm bắt trọn vẹn nội dung của quyển sách. Bạn có thể tải ứng dụng tại website sachtinhgon.com. Chiến dịch marketing đẫm máu nhất lịch sử. Trong số những người tập trung trước nhà máy của Pepsi, có Vicente Del Fierro Jr., một nhà tư vấn tiếp thị và cũng là một nhà thuyết giáo của Thiên Chúa giáo. Del Fierro đã gọi chiến dịch tiếp thị cơn sốt số là một bệnh dịch xã hội khi nó nuôi dưỡng bản năng ham mê cờ bạc trong dân chúng. Trong lá thư gửi một tờ báo, ông đã mô tả rằng ông nhìn thấy bảo vệ của Pepsi ném những mảnh thủy tinh về phía đám đông biểu tình. Sau đó, Del Fierro tuyên bố thành lập Liên minh 349 để chống lại Pepsi với khẩu hiệu. Đây chính là ví dụ về việc những quốc gia ở thế giới thứ ba bị các tập đoàn đa quốc gia bóc lột. Liên minh của ông nhận được sự hỗ trợ từ rất sớm bởi một người đặc biệt, đó là Seldran, CEO của Coca-Cola Philippines. Liên minh 349 tổ chức tụ tập bên ngoài các nhà máy của Pepsi, nơi mà Del Fierro sẽ sử dụng hệ thống âm thanh mới được Seldran tài trợ để la ó phản đối. Ông ấy cũng chuẩn bị khởi kiện với hy vọng sẽ chiến thắng và hứa hẹn một khoản đền bù lớn đối với những người nắm giữ con số trúng thưởng. Del Fierro nói ông sẽ đưa vụ kiện này tới tận New York với quyết tâm: chúng ta cam kết sẽ theo đuổi chiến dịch này tới cùng. Chúa tất nhiên là to hơn tập đoàn đa quốc gia đứng thứ 50 trên toàn thế giới kia, ông đã viết trong một lá thư gửi tờ báo Manila Chronicle. Được sự cổ vũ của Del Fierro, tình trạng hỗn loạn đòi Pepsi trả thưởng vẫn tiếp tục diễn ra. Người biểu tình tại thành phố Quezon đã bắt đầu đốt lốp xe. Ngay cả cảnh sát cũng không miễn nhiễm với tình trạng điên loạn này. Một nhân viên của NBI, Cục Điều tra Quốc gia, tới nhà máy Pepsi ở thành phố Quezon với một cái vali rỗng, với hy vọng mang về nhà hàng triệu peso. Anh ta nói với nhà báo rằng Pepsi chỉ có thể trả tiền hoặc đóng cửa mà thôi. Ngày qua ngày, hơn 10.000 người gửi khiếu nại đòi bồi thường. Lựu đạn Molotov đã được ném vào các nhà máy sản xuất của Pepsi, khiến cho 5 người tử vong, bao gồm 3 nhân viên kho và 2 người dân vô tội. Các nhà quản lý của công ty phải sử dụng vệ sĩ khi di chuyển. Công ty phải di chuyển các nhân viên người Mỹ của mình ra khỏi quốc gia này. Giám đốc marketing của Pepsi Philippines đã nói với phóng viên rằng đây là chiến dịch marketing đẫm máu nhất trong lịch sử. Hàng sáng chúng tôi đều nhận được những đe dọa nguy hiểm tới tính mạng. Tuy thương vong, nhưng những người thuộc Liên minh 349 tỏ ra không chùn bước. Một người tham gia cuộc bạo loạn tại Manila, bà Paciencia, 64 tuổi, người có chồng vừa qua đời bởi chứng suy tim khi đang tham gia cuộc tuần hành, đã nói với nhà báo rằng thậm chí nếu tôi có chết ở đây, hồn ma của tôi cũng sẽ chiến đấu mà chống lại Pepsi. Đối mặt với sự phản ứng dữ dội này, Pepsi tiếp tục trấn an các triệu phú bằng cách đưa ra phương án đền bù khác với số tiền 35.000 peso trên mỗi nắp chai 349, tương đương 15 triệu đồng, chỉ bằng 3,5% giải thưởng độc đắc. Nhưng chỉ vài người chấp nhận phương án này và đem nắp chai đi đổi. Số còn lại không ngần ngại kiện Pepsi ra tòa vì nghĩ rằng mình xứng đáng được nhiều hơn thế. Vết nhơ khó lòng bôi xóa. Tại sao một chiến dịch quảng cáo lại gây ra cơn giận dữ như vậy? Vì tiền, tất nhiên, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng nguyên nhân không chỉ có thế. Vụ bê bối của Pepsi đã đánh vào tâm lý chống thực dân tại Philippines. Người dân ở đây cho rằng Hoa Kỳ đang lừa lọc và dắt mũi họ như cách mà quân đội nước này đang hiện diện trên chính mảnh đất Philippines vậy. Đến tháng 1 năm 1993, Pepsi phải nộp phạt 150.000 peso cho Bộ Thương mại và Công nghiệp Philippines vì làm sai chiến dịch quảng cáo mà chính phủ đã phê duyệt. Chúng tôi đã làm mọi thứ mà chúng tôi cho là có thể giải quyết êm đẹp vấn đề này. Phát ngôn viên của Pepsi Kenneth Ross đã chia sẻ như thế với tờ Los Angeles Times. Ông Del Fierro thu thập 800 đơn kiện cả thảy và đang tìm luật sư Mỹ để đem cuộc chiến pháp lý đến New York. Dù vậy, về sau ông phải tay trắng từ trụ sở Pepsi trở về Manila. Tuy nhiên, mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Pepsi sau đó còn phải đối mặt với gần 1.000 đơn kiện hình sự lẫn dân sự, với tổng tiền phí hòa giải lên đến hơn 10 triệu đô la. Thêm nữa, Pepsi còn trả thêm 250 triệu peso cho hơn 500.000 người bị ảnh hưởng bởi những cuộc bạo động, khiến chiến dịch cơn sốt số đã làm thủng ngân sách của Pepsi tới hơn 130 lần. Và không chỉ chịu lỗ về mặt tài chính, Pepsi bị người dùng tẩy chay đến mức thị phần tại Philippines gần như trở về con số 0, còn tệ hơn cả trước khi bắt đầu cơn sốt số. Mãi đến năm 2006, những cuộc biểu tình mới vơi đi. Tòa án tối cao Philippines mới ra quyết định hủy toàn bộ cáo buộc của PepsiCo vì không tìm ra bằng chứng phạm tội. Nhưng đối với Pepsi, cơn sốt 349 là một thảm họa không bao giờ bù đắp nổi.
với số tiền an ủi khổng lồ cho những người thắng giải, chi phí bù đắp thiệt hại do bạo động và đặc biệt là hình ảnh thương hiệu mãi mãi không xóa được vết nhơ trong lòng người dân Philippines. Sau cơn sốt 349, chính phủ Philippines bắt đầu giám sát chặt chẽ hơn nữa các chiến dịch quảng cáo và tăng gấp đôi mức phạt đối với những công ty vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng. Cơn sốt 349 có lẽ là thảm họa marketing tồi tệ nhất trong lịch sử thế giới nói chung và trong lịch sử của Pepsi nói riêng. Đến tận bây giờ, khi phản hồi yêu cầu bình luận về chuỗi sự kiện cơn sốt số trong bài viết của Bloomberg, Pepsi cho biết họ không thể xác minh thông tin. Những chuyện này xảy ra gần 30 năm trước và không ai trong số các giám đốc liên quan còn làm ở PepsiCo. Hơn nữa, Philippines đang trong quá trình phong tỏa dài kỷ lục vì đại dịch. Chúng tôi không thể tiếp cận hồ sơ lưu trữ về vấn đề này. Dù vậy, Pepsi bày tỏ, chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến những người dân Philippines đã đau khổ vì sai sót của công ty. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!